Bão số 3 đi qua để lại nhiều đau thương, mất mát tại nhiều địa phương. Ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện đang giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai để sớm ổn định đời sống. Bản Suối Phái có 62 hộ đồng bào dân tộc Mông với 395 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy. Trận mưa bão vừa qua đã làm đất đá từ ta luy dương sạt xuống khiến 6 ngôi nhà của bà con trong bản bị hư hỏng, đường giao thông vào bản bị chia cắt. Chúng tôi phải sang ở nhờ nhà họ hàng để tránh sạt lở. Đến ngày hôm sau mới về nhà để lấy đồ, nhưng bị vùi hỏng hết. Theo thống kê, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có 90 ngôi nhà bị hư hỏng, gần 10 hecta hoa màu và cây lâm nghiệp bị đổ gãy, hàng chục tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng bị sạt lở, sụt lún. Lực lượng quân sự đóng trên địa bàn đang huy động cán bộ, chiến sĩ đến những bản xa xôi để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại. Nhà của gia đình tôi bị đất tràn vào không ở được. Sáng hôm sau thì bộ đội biên phòng tới giúp dọn dẹp, mang đồ đến nhà văn hóa bản ở tạm. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đoàn kinh tế quốc phòng 5, 5 đồn biên phòng và công an huyện khẩn trương nhanh chóng di rời các hộ dân ở nguy cơ sạt lở cao về nơi an toàn, bảo đảm đầy đủ các lương thực thực phẩm và ổn định đời sống cho bà con nhân dân. Mường Lát là huyện nghèo nhất cũng chịu nhiều thiên tai nhất tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm qua và trong chính đợt bão số 3 vừa rồi, sự có mặt kịp thời của các anh bộ đội Cụ Hồ tại những địa bàn khó khăn mãi là những hình ảnh đẹp trong lòng đồng bào vùng biên, khắc sâu thêm nghĩa tình quân dân keo sơn bền chặt. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức 16 giờ. Thưa quý vị, Thành đoàn Hải Dương vừa tới thăm và tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi ở khu vực bị ngập do bão số 3. Các đoàn viên thanh niên đã tự làm 68 chiếc mặt nạ đèn trung thu để tặng các em thiếu nhi tại khu 2 Nguyễn Chế Nghĩa, phường Tân Bình. Mỗi em nhận được một phần quà gồm bánh kẹo và vở học sinh. Ngoài ra, 30 thùng nước, 30 thùng sữa và 30 đèn ông sao cũng được trao tặng cho thiếu nhi phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị. Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Hơn 1.000 bánh trung thu của cơ sở kinh doanh này đã bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Nam thu giữ do chủ cơ sở đã không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng như là tuyên truyền đến cho người nhân dân cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh thương mại cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay thị trường bánh trung thu trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thêm nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất, giá cả phải chăng. Song vì lợi nhuận, không ít cơ sở kinh doanh đã trà trộn các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và bày bán, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc quản lý. Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng đã chủ động phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Nam tăng cường các biện pháp tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh để nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở, đồng thời là tăng cường các biện pháp đấu tranh xử lý mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để đảm bảo góp phần một mùa trung thu an toàn lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Người dân cũng cần chú ý chỉ mua sử dụng sản phẩm có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng đối với các cơ sở nghi ngờ bán hàng kém chất lượng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra một cửa hàng thực phẩm và phát hiện hơn 3.300 chiếc bánh trung thu không có nhãn mác. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, lực lượng chức năng đã xử phạt 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy số bánh trên. Ninh Bình đang tăng cường kiểm tra các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu năm nay như bánh trung thu và đồ chơi trẻ em nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt quả tang hai đối tượng là Nguyễn Xuân Huyên và Trần Đình Mão, đều sinh năm 1987, trú tại Quảng Bình khi đang vận chuyển trái phép ma túy. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tìm nguồn hàng từ Lào, sau đó vận chuyển về Việt Nam. Ngày 13 tháng 9, chúng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy ở khu vực gần cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tang vật thu giữ bao gồm 24 kg hồng phiến, 2 kg ketamin và một súng ngắn. Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng.